sẹo, lồi, sẹo và lồi. Đây là lồi, đặt tên em là lồi. Đây là sẹo, sẹo ơi. Sẹo, lồi và lõm. Đã tìm được lồi trước và tìm được lõm sau. Con đầu tiên đặt tên là sẹo và con thứ hai và thứ ba đặt tên là lồi và lõm. Đi lại đằng này, đằng đấy bạn. Sẹo ơi. Sẹo thì biết tên rồi, lồi lõm thì chưa biết tên. Vì cái tên gốc của chúng nó là tên tiếng đồng bào Hơ Mông, thành ra là không biết, là không gọi được. Thế nên là về đặt tên mới cho chúng nó. Chúng ta chơi tránh cái khu vực của con rốt, gọi mãi mới quay lại đây để quay video. Tên em là lồi nhá. Nào, tên em là lõm nhá. Nhá, chị lồi về trước thì em lõm về sau, ok. Làm quen với nhau đây. Qua chung thằng chồng sẹo, sẹo đầu tiên cho nên là đoạn sau là lồi và lõm. Sẹo ra đây xem nào. Thôi nào, em nó có lên giống đâu mà liếm láp. Con dở hơi này. Làm quen với nhau đi. Nào. Hai. Xem chúng nó nồi nhau. Chào em. Em tên là lõm nhá. Nhá. Chị lồi về trước rồi, em lõm về sau. Ở đây mấy đứa ở đây là phải ngoan nhá. 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 Bắt em mấy hôm rồi mà hôm nay mới sang chơi thăm mấy đứa rồi đây. Bởi vì mấy hôm trước là có chị Hana ở nhà đẻ. Cái này này hôm nay mới sang được. Sang cái nó biết nó quấn luôn nhé. Người thấy khôn không? Gặp đầu tiên nhá, lần đầu tiên luôn. Hôm đón nó về từ bản về là không có đi đón được, phải nhờ người đón chuyển về trại. Hôm nay mới sang thăm chúng nó được. Biết luôn. Ở với anh phải ngoan nhá. Nhá. Bao công tìm em từ tút ở trên bản về giáp biên giới Trung Quốc đây. Thôi được rồi. Ra chơi với lại chị lồi kìa, chị lồi đang đang chơi một mình kia kìa. Cọc tịt. Lồi ra đây xem nào. Lồi. Ra đây. Đây, gia đình nhà vàng. Chồng sẹo. Vợ lồi lõm. Thôi đi ra ngoài này, không vào trong đấy đâu. Nào sẹo ơi, em ra đây. Nào, ra đây. Đây mà. Sẹo, sẹo ơi. Xem cọc nó chơi với nhau. Ra ngoài này đi, ra đây, ra đây, ra đây. Thôi không vào ấy nữa, ở ngoài này chơi thôi. Làm quen nhau. Được với cái. Nào.
Đây, ai tiếng đồng bào Hờ Mông, không biết là người ta gọi lại đây là gì. À, trời tao mày em. Em gái về đầu tiên. Em cũng giáp Trung Quốc em về. Sát biên giới. Thôi không dọa cho nó đã côi. Hai con dời ở phía sau. Một con dời ở đây. Thôi nào, chơi với nhau đừng cáu cùn nha. Chơi với nhau cứ cáu với cùn. À, đợt này nó thay đổi thời tiết. Cái đợt này thì nó bắt đầu thấy nó có xuất hiện ve. Trại vừa phải nhỏ ve một loạt cho chúng nó. Mọi người mà nuôi chó ở miền Bắc thì cái giai đoạn này mọi người chịu khó sờ con chó của mình chút. Bởi vì là cái ve nó theo từng đợt. Đổi gió, đổi trời thì nó có ve. Mà cái ve là cái khó chống lắm. Bởi vì là nhà mình chị ve, nhưng mà hàng xóm người ta cũng nuôi chó, nó có ve. Là đến cái lúc mà thời tiết nó thuận lợi, ve nó bò ra là nó vẫn cứ bò sang nhà mình. Cho nên là ve là có thể nói nó là một cái mãn tính quanh năm. Mọi người để ý nhá. Lõm ra đây xem nào. Lõm ra đây. Để đặt cái máy quay chơi với chúng nó tí vậy. Ok, chơi với chúng nó tí. À, em ra đây. Đâu rồi. Ra đây nào. Ra đây ngồi đây chơi nào. Xẹo, ra đây. Nào, lòi lõm, ra đây. Lại đây. Ra đây. Khẩn trương. Nào. Xẹo ơi. Xẹo. Một đứa ngồi đây. Kệ nó. Con xẹo ra đây. Ra đây ngồi. Khẩn trương. Ra đây. Xẹo ra đây. Nhau mà cũ bắt nản mà mới làm quen. Xẹo ơi, lòi ra đây, ra đây. Nhanh cậu đấy nhỉ. Lõm ra đây nào. Xẹo. Em nó cáu rồi đấy. Chúng nó hay tụ ở đây. Quay ở đây. Quay ở đây đi. Chạo đâu rồi? Thôi con kinh không ổn, kinh không ra được. Tí nữa giờ kinh ra. Con Bắc Hà nó ồn ào hơn là con cậu. Bắc Hà lắm mồm hơn. Cũng có thể là do nó còn trẻ con nên là nó lắm mồm.
xuống 17 cân mà nhìn bé tí tẹo tẹo, 17 18 cân. Em đang thay lông. Này. Thay đang dụng lớp lông bên trong. Này chắc phải sắm cái lược nha. Cái lớp lông bên trong cũng dày phết đấy chứ. Thế này tí về mà lại mất công chút này lại hít ngửi anh. Bởi vì toàn mùi những con ở đâu ấy. Không quen mấy đứa ở nhà, mấy đứa ở nhà nó bảo toàn mùi con ở đâu. Sẹo ra đây xem nào, sẹo đi. Này. Đàn ông. Sẹo. Gọi sẹo không bảo sao. Kiểu đâu vậy? Hả? Con nào ồn ào nhỉ? Úi giời ơi, liếm vào cái gì kia mà nôn kia. Chim quả dơ rã này hả? Xem nào. Trời ơi, cái cú xương chim. Bắn hoa súng. Thôi Loki dọa em. Ra đây. Hai chị em chơi với nhau hòa thuận nhá. Nha. Nha. Lời lõm chơi với nhau hòa thuận nhá. Sẹo đừng cả khệ em. Sẹo ra đây xem nào. Lại ba đứa không biết xoa kiểu gì, xoa lần lượt thôi. Nha. Lõm xích lại đây. Xích đây, sẹo. Sẹo lên đây xem. Nghe này. Em vẫn còn đang ngấn cổ bởi vì là trên bản đeo vòng đây nè. Chào ơi. Em tên là tên là Lõm nhá. Nhớ nhá, nhớ tên nhá. Đây là chị Lòi. Em Lõm. Và Sẹo. Ba đứa nó sàn sàn tuổi nhau. Sẹo còn trẻ hơn. À không, còn Lõm này trẻ nhất. Lòi khoảng 2 tuổi. Lõm thì xem nào. Hay là Lõm xa lơ nhỉ? Sao Sẹo này cứ đòi nhảy? Xem nào, Sẹo đi xuống đi. Nhìn xem có phải nó lên giống không? Xuống đi. Yên yên. Nó có lên giống đâu. Chẳng ba lên biển cái thằng kia. Chả liên quan.
dài mới lớn. Thấy gái ra cả khịa, nó trả lên giống ra lén xe như thật, nó ghét. Ra đây, lõm ra đây, không cho nó phiền lõm này. Ra đây. Cứ làm phiền em. Năm nay bao giờ? Hả? Năm nay ấy hả? Thôi đi Loki. Thôi chúng ta vào chỗ chúng ta chơi đi. Đây, để cho hai đứa kia nó còn ra chơi. Ok, xong phần của em xong phần làm quen của em Lõm. Bây giờ là đến lượt em Vẹn.